Ngọc Quyền xin chào các bạn của kênh YouTube Đây Đó Châu Âu Cuộc Sống Áo. Chúc các bạn cùng gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc. Hôm nay, Quyền xin mời các bạn đi cùng Huyền đến lễ hội văn hóa dân gian được tổ chức ở chợ Bến Thành lần đầu tiên. Ngày hội được diễn ra từ ngày 1 Tây tháng 2 đến ngày 12 Tây tháng 2 năm 2024 và được tổ chức ở cửa Nam của chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là một chợ lớn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có bán rất nhiều hàng, từ quần áo và vật dụng đủ thứ. Các du khách mỗi khi đến đây, du lịch Việt Nam đều đến chợ Bến Thành để xem và mua sắm những vật dụng cần thiết. Bước chân vào ngày hội văn hóa dân gian, các bạn thấy sẽ được trang hoàng rất đẹp, màu sắc rực rỡ. Nếu muốn chụp hình, các bạn có thể đi vào buổi chiều. Trời lúc đấy ít người qua lại, có thể chụp hình dễ dàng. Quyền đi lúc này là 3 giờ chiều nên khá vắng người. Đây là gian hàng cho mướn áo dài để chụp hình. Các bạn có thể lựa chọn những chiếc áo dài phù hợp với mình, màu sắc phù hợp để chụp hình. Có rất nhiều kiểu mẫu để các bạn lựa chọn. Những cái may giả được trưng bày ở đây thật đẹp để các bạn đứng tạo mẫu chụp hình. Có rất nhiều bạn trẻ mặc áo dài chụp hình ở đây. Các gian hàng bán kem, body, khăn mặt. Nhưng vào ngày hội văn hóa dân gian thì thường là họ chụp hình. Có rất nhiều cảnh để chụp hình làm lưu niệm cho những năm sau này mình xem lại. Hầu như các bạn trẻ đều đến đây vào buổi tối nhiều hơn là buổi chiều. Các bạn trẻ có thể chụp hình ở bên góc chợ Bến Thành, cửa Nam. Có những du khách nước ngoài cũng tới đây. Những chiếc áo dài màu đỏ, xanh, vàng, đủ màu, rất đẹp. Áo dài Việt Nam, áo dài truyền thống của người Việt. Đây là những gian hàng bán. Thank you.
Ôi trời, mắc cười quá. Giờ này các bạn trẻ và các du khách cũng đã đến rất đông và buổi chiều mát. Và ở đây cũng có trò chơi văn hóa dân gian, mỗi ngày đều thay đổi. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, biểu hiện của con rồng, nên mọi trang trí ở đây đều là những con rồng màu sắc rực rỡ, rất đẹp. Quay với bạn. Còn đây là sân khấu sẽ được biểu diễn thay đổi mỗi ngày. Hôm nay là màn trình diễn của các bé nhỏ mặc áo dài truyền thống và cách tân. Chụp cho bé vô với bạn.
bảo kìa. Đây. Vô vô đứng cái mai kìa. Kê thả đây á. Vô vô tay á. Đấy nè, mấy người mẫu giếng nè. Rồi, tự tăng. Mi ơi, xong chưa bơi? Xong chưa? Xong chưa? Dùng được bốn người luôn. Kiếp đó. Đập người lại là. Thank you.
gặp nữa rồi đó. Còn đây là khu ẩm thực, các món hầu như là chiên, nướng và các loại ốc. Thank you.
đá vô đi là để trong ngày đi em tôi đang nhận nhận ngày này là mình ăn thôi giờ đúng rồi đúng rồi thôi tôi à làm hai chảo ấy ơi. Mấy bữa nay luôn rồi.